Mới đây, diễn viên Hương Giang đăng tải trên kênh TikTok cá nhân đoạn clip nhảy theo ca khúc Waiting For You của Mono. Trong bộ đầm bó sát quyến rũ, Hương Giang uốn hông uyển chuyển theo giai điệu và mỉm cười rạng rỡ. Cô chú thích, ôi cái nhạc cuốn quá, mọi người đừng ném đá em nhoa hi hi. Đáng nói, ngoài những lời khen ngợi vóc dáng quyến rũ, nhan sắc xinh đẹp của Hương Giang, nữ diễn viên bất ngờ nhận được lời mời gọi khiếm nhã. Giang à, anh cho em 10 tỷ, em làm vợ anh nhé. Đứng trước bình luận này, nữ diễn viên chỉ thản nhiên đáp lại, em rẻ vậy sao anh? Gần đây, Hương Giang cũng bất ngờ vướng tin đồn Hương vỡ lại lành với Đình Tú. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lên tiếng phủ nhận và khẳng định không bao giờ dùng chuyện tình cảm cá nhân để câu like, câu view hay PR cho bất kỳ một bộ phim nào. Nữ diễn viên cũng giải thích cô và Đình Tú không ngại gặp nhau trong những chuyến đi chơi cùng hội bạn thân. Tuy nhiên, cả hai hiện tại không còn liên quan đến cuộc sống cũng như chuyện tình cảm riêng tư của nhau. Hiện Hương Giang vui vẻ tận hưởng cuộc sống mẹ đơn thân bên con gái nhỏ. Hương Giang sinh năm 1989, cô từng đăng quang hoa khôi sinh viên Hà Nội năm 2009. Thời điểm đó, Hương Giang sở hữu chiều cao 164cm cùng số đo 3 vòng 84-63-90cm. Sau này, cô tích cực lấn sân sang diễn xuất và làm MC. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.